Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là bộ mẹ con các bạn. Mẹ Xin dẫn cái siêu đỏ các bạn. Mẹ bò Hà Đồng nha các bạn. Mẹ rúng liếm luôn nghiêm chỉnh nè, chân móng đồ hoàn thiện nè. Mẹ dẫn cái siêu đỏ lứa đầu tiên luôn các bạn. Dẫn cái siêu đỏ lứa đầu tiên luôn, mẹ bơm siêu đỏ được một khoáng nha các bạn. Mẹ nó bơm siêu đỏ được một khoáng nè. Dẫn cái siêu đỏ. Chân móng nè hoàn thiện hết các bạn không? Dẫn cái siêu đỏ nè, u nút luôn các bạn thấy không, mức mượt u nút các bạn. 20 con này sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ Xin bơm siêu đỏ được một tháng các bạn. Mẹ Xin bơm siêu đỏ được một tháng. 20 con rúng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 22 triệu các bạn, 22 triệu. Con này được gần 4 tháng tuổi nè các bạn. Mẹ cao hiếu đủ 1m25 bò. Bún vú đều, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, chân móng sò. Giá 22 triệu bạn, 22 triệu. Mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh luôn. Dẫn cái siêu đỏ nè, đứa đầu tiên. Cái siêu đỏ này chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. 4 tháng tuổi mức mượt. 4 tháng tuổi mức mượt các bạn. Mẹ dẫn cái siêu đỏ lứa đầu nha các bạn. Cái chỗ đó thấy cái rúng nè, rúng dài nè các bạn không. Mẹ này mẹ rúng nè, bốn vú đều nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Dẫn cái siêu đỏ lứa đầu tiên nha các bạn. Dẫn cái siêu đỏ lứa đầu tiên nha. Bộ mẹ con này hiện chủ báo giá là 22 triệu các bạn, 22 triệu. Giá cực kỳ êm các bạn, 22 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa cái nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, bò mẹ này, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Hiếu đủ 1m25 bò. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Lông đuôi thì một chùm. Xe mặt, xe lưng thì đồ nghiêm chỉnh. Dẫn cái siêu đỏ u nút. Đầu trù lũi. Mẹ dẫn cái siêu đỏ lứa đầu tiên nha các bạn. Giá 22 triệu các bạn. Mẹ bơm siêu đỏ được một tháng. Mẹ cao hiếu đủ 1m25 bò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.